Dạ, thưa các vị, chúng ta bắt đầu học. Thì do bị học học online đó, nó có những cái cũng hạn chế, hạn giống như là ta cũng khó có thể theo dõi được cái theo dõi được cái quý vị học. Rồi trong lớp các vị học viên chúng ta có thắc mắc gì thì đôi khi nó cũng có hỏi trực tiếp, như là chúng ta học ở giống như học ở trong cái lớp tại chùa. Vì vậy đó thì trong cái điều kiện nào thì chúng ta chỉ cố gắng trong cái điều kiện đó thôi. Bản thân chúng tôi cũng vậy, thật sự mà nói, khi mà hướng dẫn các vị online như thế này, khi mà hướng dẫn online thì đôi lúc tôi cũng nói chuyện giống như tôi đang nói với một cái máy vậy thôi. Tuy vậy thì tôi nghĩ rằng là trên cái Zoom này thì chúng ta cũng có thể, chúng ta cũng dễ dàng học hơn ở các cái nền tảng khác. Trở lại đó là trong cái phần duyên á, cái quan trọng đầu tiên là chúng ta hiểu biết, chúng ta hiểu về cái ý nghĩa của cái duyên đó. Tôi nhắc lại là cái giữa cái duyên sinh và duyên hệ, đó là duyên sinh là trình bày cái nhân sinh là do cái này có mặt, cái kia có mặt. Còn trong duyên hệ đó thì trình bày cái là chúng ta học về cái sự tác động giữa giữa cái năng duyên và sở duyên như thế nào. Chẳng hạn giống như là trong duyên sinh thì chúng ta học rằng là do vô minh mà có hành. Ở trong duyên hệ chúng ta học thêm rằng là khi mà vô minh tác động cho hành hay là trợ sinh cho hành ấy, thì sẽ trợ sinh bằng cách nào. Ví dụ như là một người vận động viên thì một người vận động viên một cái môn thể thao nào đó thì chúng ta thấy rằng là vị vận động viên này được cái sự trợ giúp của nhiều người, chẳng hạn giống như là người huấn luyện viên dạy về kỹ thuật, người vị bác sĩ trong trong đoàn thì giúp vị này về mặt sức khỏe, rồi còn các người khác mỗi người một công việc, ngay cả những người cổ động viên thì giúp cho người này về cái mặt tinh thần chẳng hạn. Thì chúng ta thấy rằng là những người huấn luyện viên, bác sĩ, rồi cổ động viên, mỗi người đó có một cách để giúp khác nhau. Chúng ta nói chung thì một vị vận động viên mà có một cái thành tích thi đấu nào đó thì cái đó là nhờ cái sự giúp đỡ của những người khác. Tuy vậy đó thì khi mà chúng ta học về duyên hệ đó thì chúng ta thấy rằng là mỗi cái sự tác động đó nó khác nhau. Thì giống như là mình học về các cái duyên vừa qua, đó là có những cái sự tác động mà trong đó nó đóng cái vai trò là nhân tố, chúng ta gọi là nhân duyên. Rồi nó có những cái sự tác động bằng một cái bằng cái sự tương tục mà chúng ta gọi là vô gián duyên, vân vân. Thì trong cái đốt đó về cái mà chúng ta học về cái duyên ở đây á, là một người học với chúng ta phải hiểu rằng là tất cả nó đều phải dẫn đến cái phương diện là hành pháp hết. Không có cái lời dạy nào của Đức Phật mà cái lời dạy đó là nó vô bổ hết. Ví dụ như là một vị hành giả tu tập về các cái giác chi, thì trong khi đó vị hành giả biết rằng là những cái giác chi nào mà ở trong cái điều kiện đó, cái giác chi đó dễ dàng tu tập, thì cái điều kiện mà dễ dàng tu tập đó đó chính là cái môi trường mà chúng ta gọi là cái môi trường gọi là cái duyên. Chẳng hạn giống như là một người bệnh, thì chúng ta hiểu rằng là ở trong cái
môi trường ăn uống, môi trường khí hậu nào mà là ảnh hưởng đến cái sức khỏe, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe thì chúng ta tránh. Thì học về duyên á, là chính là chúng ta học về cái, học về cái những cái điều kiện đó. Và những vị đại thinh văn đệ tử của Đức Phật á, tất nhiên bằng cái bề dày ba la mật của các ngài đó, thì trong khi mà các ngài tu tập thì các ngài hiểu rằng là cái điều kiện này ta dễ dàng tu tập, cái điều kiện kia nó không dễ dàng tu tập. Những vị đó có những vị đó tự biết cái điều đó. Còn mà đối với một số chúng sinh khác thì nó không có khả năng đó, mà phải do có người hướng dẫn. Và ở trong, tất nhiên là trong trường hợp người hướng dẫn tốt nhất đó, đó chính là Đức Phật. Chúng ta mà cái câu chuyện quen thuộc, chúng ta biết là một vị đệ tử của ngài Xá Lợi Phất, mà khi mà tu về thì quán thân bất tịnh trong suốt 3 tháng an cư mùa mưa, nó không có một cái kết quả nào hết. Nhưng mà khi mà vị này được Đức Phật hướng dẫn đó, thì ngài dạy cách quán vô thường bằng cái cách nhìn cái hoa sen vân vân, thì cũng là một cái cách vô thường đó, nhưng mà nó tác động cái tâm lý của chúng ta khác nhau. Và cái duyên á, tức là Đức Phật là một người mà ngài hiểu rất rõ các cái duyên pháp, cũng cái làm sao để giúp cho người khác khởi lên cái thiện tâm, thì ngài biết rằng là cái duyên đó, đó nó không có hợp với người đó, mà phải là một cái duyên khác. Và thật ra thì nó, chúng ta học ở đây về các cái duyên hệ này, nó cũng là cái khái quát thôi, chứ thực tế nó là trùng trùng điệp điệp. Lấy ví dụ như là một người ưa thích thiền định, thì chúng ta nghĩ rằng là khi mà mình đề cập đến thiền định thì sẽ dễ giúp cho họ khởi sanh cái thiện tâm. Tuy vậy đó, về cái duyên ở đây nó không dừng lại ở đó, mà nó còn nhiều cái khía cạnh chi li khác. Chẳng hạn giống như là người đó ưa thích thiền định, nhưng mà phải do được người nào nói. Ngay cả thầy Đức Phật đó, là có những vị cư sĩ đó, là họ không có duyên với Đức Phật mà họ lại có duyên với các vị đệ tử của ngài, chẳng hạn giống như là họ lại có duyên với ngài Xá Lợi Phất, có duyên với ngài Mục Kiền Liên vân vân. Do vậy không ít trường hợp mà hướng dẫn cho người khác thì Đức Phật này lại chỉ định cho một vị tỳ kheo khác đi đến hướng dẫn. Và bằng Phật trí của Đức Phật á, là biết rằng là chỉ có vị tỳ kheo đó đến đó thuyết pháp đó, thì người kia mới chứng quả, còn nếu người khác thì nó không phải chứng quả. Thì ở đây chúng ta chỉ nêu đơn cử để thấy rằng là trong cái duyên pháp đó, thì thật ra là nó trùng trùng điệp điệp, mặc dù cũng cái mặc dù cũng cái cảnh đó, nhưng mà nó còn phải được tác động như thế nào nữa. Nhưng mà dĩ nhiên đây là cái chuyện chi ly. Ở đây chúng tôi chỉ muốn đề cập là các vị biết rằng là khi mà chúng ta học về phần duyên đó, là chúng ta hiểu rằng là mỗi cái pháp đó nó có một cái duyên duyên sinh, hay chúng ta hiểu nôm na là nó có một cái môi trường, có cái điều kiện. Giống như là một người mà họ giỏi về những cái việc mà trồng cây vân vân, thì họ biết rằng là mỗi cái loại cây đó thì cần phải tưới nước như thế nào, cần phải có ánh sáng như thế nào vân vân. Thì do vì họ hiểu cái đặc tính của cái cây đó, cho nên cái cây đó họ mới có thể trồng nó sinh trưởng tốt. Thì một vị hành giả cũng vậy, chúng ta cũng phải hiểu cái thói quen phiền não, cái môi trường cho điều phiền não sinh khởi, nó cũng giống như là cái môi trường thiện pháp sinh khởi, thì vị hành giả đó dễ dàng mà sửa đổi mình, giống như là loại bỏ cái bất thiện và tu tập cái thiện. Thì hằng ngày hôm nay chúng ta tiếp tục đang học về cái duyên kế, cái tiếp đó là câu cái duyên này thì là về chi pháp rất là dễ nhớ, là cái duyên là
ta học về cái câu phần vừa rồi, chúng ta học về vô gián duyên, bây giờ chúng ta học về câu sanh duyên. Hôm nay là về cột phân duyên thứ để được duyên thứ mấy, duyên thứ bảy, cột phân duyên. Duyên gọi là xa hai cha ta. Chữ Hán chữ câu nó là có nghĩa là cùng, dịch từ chữ xá của Pali, cùng sanh với nhau thì gọi là câu sanh duyên. Và hẳn nhiên là cái câu sanh duyên này á, nó thuộc về cái giống câu câu sanh. Chúng ta nhớ rằng là khi mà học về duyên hệ đó thì phải đặc biệt lưu ý với cái mà được gọi là quan đi cái giống của nó, cái giống của nó hay là cái đặc tính của nó hay là cái cách thức của nó. Ví dụ như là trong cái năng tác động cho cái sở, hay chúng ta tạm dùng là cái nhân nó tác động cho cái quả đó, thì nó tác động bằng nhiều cái cách thức khác nhau, có nhiều cách thức khác nhau. Chẳng hạn giống như chúng ta thấy một người nào đó đang khổ thì có nhiều người bạn đến giúp họ, có người thì cho tiền họ, có người đó thì an ủi họ, rồi có người đó thì giúp đỡ họ về một cái phương diện nào đó, ví dụ giống như là về sức khỏe vân vân. Thì trong khi mà chúng ta giúp cho người khác đó, nó có nhiều cái cách giúp, nhiều cách giúp khác nhau. Thì cũng vậy, giữa cái nhân và cái quả đó, nhân tác động cho quả đó, thì nó có nhiều cái cách thức khác nhau, và cái cách thức đó được gọi là cái trà tí hay là cái giống. Và có nhiều cái năng duyên nó tác động cho sở duyên, có cùng một cái, nó cùng chung một cái cách thức. Do vậy chúng ta thấy rằng là có những duyên đó, được gọi là cái giống cảnh, tức là nó tác động bằng cách đó, nó làm cái đối tượng. Rồi có những cái duyên nó tác động bằng cách đó, là nó phải cùng sanh, cùng có mặt đó. Thì ngày hôm nay chúng ta học về cái câu sanh duyên đó, thì nó là một cái duyên tiêu biểu, nó là một cái duyên tiêu biểu theo cái cách thức mà năng duyên giúp cho sở duyên bằng cách cùng có mặt. Thì chúng ta nhớ rằng là khi mà chúng ta học nhân duyên á, thì trong cái nhân duyên, tức là cái duyên đầu tiên á, nó giúp cho sở duyên á, cũng bằng cách là cùng có mặt. Và ngày hôm nay chúng ta học câu sanh duyên á, thì là cái duyên á, mà nó giúp cho sở duyên á, bằng cách cùng có mặt. Nhưng mà ở đây khác nhau như thế nào? Là tuy rằng nó cùng cách thức, nó có cách thức là nó cùng sanh với nhau để nó trợ giúp. Nhưng mà cái nhân duyên á, hay là các duyên khác á, nó cũng có cái cách thức trợ giúp bằng cách cùng có mặt đó. Nhưng mà nó cùng có mặt đó,
với cái vai trò khác nhau. Chúng ta ví dụ chẳng hạn giống như là sở dĩ mà cái ly nước mà chúng ta uống nó thấy mặn là do vì nó có muối. Chúng ta thấy ngọt là do vì nó có đường. Chúng ta thấy nó chua là do vì nó có chanh. Thì cái đường, muối, chanh đó, đó là nó là cái nhân tố để làm nên cái vị của cái ly nước. Nhưng mà cái nhân tố đó, muối nó muốn làm cho cái nước nó mặn, hay là chanh làm cho cái ly nước nó chua, đường làm cho ly nước nó ngọt, thì muối, chanh, đường đó phải được hòa trộn vào trong cái nước đó thì nó mới tác động được. Chính vì nó phải có cái cách thức là nó phải hòa trộn với nước cho nên nó được gọi là đồng xanh. Chứ còn mình nếu mà cái muối đó hay đường hay chanh mà chúng ta để riêng bên ngoài thì cũng không có làm cho nước, cái vị của nước nó thay đổi. Nhưng mà cái nước mặn ngọt đó đó là do những cái vị đó nó tạo ra. Và một cái ví dụ khác đó là ví dụ giống như chúng ta có một cái bàn hay là cái ghế ba chân bốn chân gì đó, thì cái chân này á nó nương vào hai hoặc ba cái chân kia. Ví dụ giống như là cái bàn ba chân á, thì một cái chân này nó nương hai chân kia nương là một cái chân này, nó một cách khác đó là ba cái chân đó nó là nó nương tựa nó chịu lực lẫn nhau để nó nâng cái nó giữ thăng bằng cho cái bàn. Thì hai cái ví dụ đó, nó giống nhau ở một điểm đó, là cái nhân sanh và cái năng và cái sở đó, nó phải cùng có mặt với nhau thì nó mới giúp được. Chứ còn mình nếu mà nó không có cùng có mặt ở trong một cái tập hợp nào đó thì nó không có trợ duyên với nhau được. Nhưng mà trong ba cái chân bàn á là nó giúp với nhau á, là cái này nó nương cái kia, nó cùng có mặt nhưng cái này nó nương cái kia. Còn mà muối mà nó tác động cho muối mặn à, muối mà nó tác động cho nước mặn á là chỉ muối á, nó làm cho nước nó mặn, chứ nước không có làm ngược lại cho muối nó mặn, nó khác nhau, nó không có cái tác động ngược lại. Các vị nghe được kịp ý tôi nói không? Thì ở đây á, chúng ta nói đến cái câu sanh duyên á, tức là nói đến cái duyên mà năng duyên á tác động cho sở duyên á, là bằng cách nó do cùng có mặt với nhau mà nó tác động. Và thật sự cái câu sinh duyên này á, nó tác động rất là nhiều cái gần như trong trường hợp nào mà các pháp sanh lên nó đều có mặt của câu sinh duyên hết. Bởi vì chúng ta nhớ rằng á, là trong một tâm á, không bao giờ nó có mặt đơn lẻ mà luôn luôn á, nó phải có sở hữu đi cùng. Thì chính cái sở hữu đi cùng đó nó được gọi là câu sanh duyên, bởi vì nhờ các cái sở hữu đồng sinh đó nó trở thành một cái đặc tính của cái tâm đầu đó. Ví dụ giống như các cái thành phần vật chất cũng vậy. Giống như chúng ta nói đây là cái cây viết, nhưng mà thật ra cái cây viết này á, trong đó nó không phải có nhiều cái thành phần cùng có mặt ở trong đây nó mới làm nên cây viết. Hoặc là giống như là cái chiếc xe chúng ta đang chạy thì nó có rất là nhiều cái phụ tùng trong đó nó làm nó một cái chiếc xe, chứ còn không có cái gì gọi là một cái chiếc xe được hết. Không, một chiếc xe nó không có thể tồn tại đơn lẻ mà nó phải có nhiều cái phụ tùng, nhiều cái yếu tố cùng có mặt ở trong đó. Vậy thì khi ngày hôm nay chúng ta học về cái câu sinh duyên á, trước hết đây là một cái duyên tiêu biểu cho cái giống câu sinh. Và cái thứ hai đó là cái duyên này á, là chỉ nói về cái khía cạnh mà các cái năng duyên tác động cho sở duyên bằng cách là cùng có mặt. Còn cái nhân duyên á, thì nó cũng tác động cho sở duyên bằng cách cùng có mặt, nhưng mà trong cái cùng có mặt đó thì cái nhân
duyên đó, nó là cái yếu tố tạo ra, chứ sở duyên không có cái tác động ngược lại. Nó giống như chúng ta nói rằng là muối làm cho nước nó mặn, chứ nước nó không có làm cho muối mặn, nó không có cái tác động chiều ngược lại. Nhưng mà ở trong cái ghế ba chân á, thì cái chân này á, nó dựa vào hai chân kia, và hai chân kia nó dựa lại về chân này, thì cái yếu tố mà nó cùng có mặt với nhau mà nó trợ sinh đó, nó được gọi là câu sinh duyên. Thì cái câu sinh duyên đó, chúng ta sở dĩ mà tôi dài dòng như vậy để mà chúng ta phân biệt sau này giữa các cái duyên khác đó, nó cũng cùng cái đặc tính đó, nhưng mà cái đặc tính đó là nó không phải, nó phải có mặt, nhưng mà nó trợ sanh bằng cách khác. Còn cái câu sanh duyên á, là nó cùng có mặt, nhưng mà cái năng lực trợ sanh của nó cũng bằng cái năng lực cùng có mặt đó luôn. Dạ, các vị nhận được đúng không? Còn cái chi pháp á, thì chúng ta rất là dễ tính cái chi pháp, là bởi vì trước hết á, là chúng ta luôn luôn nhớ rằng tâm á, là nó đi đôi với sở hữu tâm, bởi vì sở hữu tâm là cái đặc tính của tâm này. Cho nên tâm mà sở hữu tâm luôn luôn là phải là câu sanh. Cho nên hãy cứ 12 tâm bất thiện, mà 12 tâm bất thiện thì chúng ta phải đi với 27 sở hữu vọng. Rồi cái thứ hai là giữa tâm và sắc pháp. Thì tâm và sắc pháp ở đây chúng ta chỉ lấy riêng cái phần câu sanh á, thì chúng ta chỉ lấy cái sắc pháp đó, mà cái sắc pháp đó đó là nó do tâm tạo. Còn những cái sắc khác á, nó sanh đồng thời với tâm, nhưng mà nó không có cùng cái môi trường tác động á, thì lại là không có kể. Ví dụ chúng ta cũng phải mượn lại cái ví dụ cái ly nước muối khi nãy, là cái ly nước muối nó mặn á, là do những cái muối mà nó cùng có mặt, những cái lượng muối mà nó được hòa trộn trong nước đó. Còn những cái muối mà nó còn ở trong cái lọ đựng ở bên ngoài đó thì chúng ta không có kể, bởi vì nó khác cái môi trường, nó không có tác động được. Mặc dù nó cùng xanh, nó cùng có mặt, chúng ta thấy nó cùng có mặt đó, nhưng mà nó không có cùng chung một trong một cái tập hợp, thì ta không có kể. Vậy thì trong một cái thời điểm mà khi mà tâm đang hiện hữu, thì trong đó thật ra nó có nhiều cái sắc pháp nó cũng sanh cùng khi đó, chẳng hạn giống như là sắc nghiệp hay là sắc nhiệt lượng vân vân, nhưng mà chúng ta không kể, bởi vì những cái sắc đó nó có cái nhân tác động khác chứ không phải là do tâm. Thì chúng ta chỉ ở đây chúng ta chỉ lấy sắc tâm thôi. Vậy thì cái chi pháp đó, cái chi pháp của cái câu sanh duyên á, thì trước hết đó là chúng ta cứ lấy hết 121 tâm, và hễ mà 120 lấy hết 121 tâm á, thì lấy hết 52 sở hữu. Tâm và sở hữu nó đi cùng như vậy, điều đó là dễ nhớ, chỉ nó có hơi phức tạp, nó hơi hơi một chút để ý á, là riêng cái phần sắc pháp á. Là riêng về về phần sắc pháp đó, thì ở đây chúng ta nhớ rằng là sắc pháp đó chúng ta được chia làm hai, trong trong đó nó gồm có tứ đại và y đại sinh. Và tứ đại đó tức là bốn cái thành phần căn bản làm nên một cái phần vật chất. Còn y đại sinh đó là những cái phần vật chất mà dựa trên bốn cái thành tố căn bản đó mà có. Được ví dụ giống như là sắc tứ đại giống như là một cái thân cây, và y đại sinh á, thì được ví dụ giống như là cái dây chùm gợi. Trước hết ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái dây chùm gợi đó nó dựa vào cái thân cây á, mà nó sinh trưởng. Tuy vậy nó không phải do cái thân cây sinh ra, ở đây là một cái điều lưu ý. Thì cũng vậy á, cái sắc y đại sinh á, dựa vào tứ đại mà
và tồn tại, nhưng mà không phải do tứ đại sinh ra. Hay nói cách khác giống như là chúng ta sống đó, là chúng ta nhờ chúng ta tránh mưa nắng được đó, là chúng ta nhờ cái căn nhà mà mình ở được, nhưng mà không phải cái căn nhà nó sinh ra mình, nó chỉ là cái chỗ mình nương náu thôi. Thì cái tứ đại và cái y đại sinh đó, thì chúng ta phải hiểu như vậy. Và và cái giữa cái tứ đại và cái y đại sinh đó, thì y đại sinh đó, nhờ vào tứ đại mà có, nhưng mà tứ đại nó thì không có nhờ, không phải nhờ vào y đại sinh. Nó giống như là cái thân cây và dây chùm gửi, thì dây chùm gửi nhờ thân cây á, mà sinh trưởng, nhưng mà thân cây á, sinh trưởng không phải là nhờ cái dây chùm gửi mà nhờ đất. Thì giữa cái tương quan giữa cái tứ đại và cái y đại sinh là như vậy. Cho nên nó khi mà chúng ta tính về cái sắc pháp giữa năng và sở đó, thì tại sao ở đây chúng ta thấy rằng là trong cái chi pháp mà chúng ta trong một cái chi pháp tổng quát á, tất nhiên là chúng ta có 121 tâm cộng 2 sở hữu, 121 tâm cộng 2 sở hữu, nhưng mà riêng về sắc pháp á, thì chỉ lấy ra cái phần tứ đại, bởi vì tứ đại giúp cho y đại sinh nhưng được, nhưng mà y đại sinh nó thì không có giúp ngược lại tứ đại. Rồi chỉ có một cái chi pháp được kể đơn lẻ mà dễ quên, đó là cái bởi vì trong cái thời điểm thái tục đó thì lại là cái sắc y vật đó, nó là một cái chỗ nương gá cho tâm, nhưng mà nó nương gá không sinh, nó khác với các cái thời điểm bình nhật đó, thì sắc y vật nó là cái chỗ nương gá cho tâm, nhưng mà cái sắc y vật đó là nó có thể sinh trước tâm để làm cái chỗ nương gá trong tâm, nhưng mà cái thời điểm tái tục đó, thì nó sinh đồng thời với tâm. Cho nên khi mà kể đến cái sắc nghiệp tái tục đó, thì cái sắc nghiệp đó, thì phải kể cái thời điểm tái tục chứ không có kể cái thời điểm bình nhật. Thì cái này trong cái lộ sắc thì có thể có các vị nhớ lại. Vậy thì ở trong cái năng duyên này á, cái câu sanh duyên này á, trước hết là về cái ý nghĩa đó, thì chúng ta đã biết rồi. Thì như chúng tôi vừa nói với các vị đó, tức là cái năng duyên đó, tác động cho sở duyên đó, là do cùng có mặt với nhau. Rồi hai là chúng ta có hai cái phần hai đó là cái phần chi pháp tổng quát á. Chi pháp tổng quát ở đây thì chúng ta có năng á, năng là 121 cộng 52 rồi 4 cộng tứ đại rồi ý vật tái tục rồi tác động cho sở duyên á. Thời sở là cũng 121 cộng 52 rồi sắc hết 28 sắc pháp. Rồi tiếp theo chúng ta xem cái phân theo tam đề thiện. Rồi phân theo tam đề thiện là theo cái cấp độ của riêng thôi, bởi vì tôi muốn là các vị lưu ý rằng là trong 22 đầu đề tam là chúng ta đang học theo cái tam đề thiện. Còn các cái sách như cái sách của ngài Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngài gọi là yếu tri hay câu lọc, thì cái đó thì là ngài chỉ riêng trong cái trường hợp này, trong cái trường hợp mà phân tích thôi, các cái khía cạnh chi pháp. Thì ở các vị lưu ý trong cái liên hệ á, là khi mà
khi mà nói đến cái duyên nào mà thuộc về cái giống câu sinh á, thì nó dễ cái chỗ đó là luôn luôn á, là thiện đi với thiện, chứ không có trường hợp thiện đi với bất thiện và ngược lại bất thiện đi với thiện. Bởi vì hai cái pháp này á, là nó không có đồng sinh với nhau được. Cho nên hãy chúng ta nhớ rằng là cái duyên nào á, mà nó thuộc về giống câu sinh á, và các vị xin các vị ghi thêm đó là tất cả những cái duyên chúng ta học á, là chúng ta nhớ là chúng ta nó thuộc về cái giống nào á, là chúng ta ghi thêm cái đó để sau này chúng ta học hết cái phần này chúng ta trở lại dễ nhớ. Thuộc giống câu sinh. Rồi chúng ta có các cái trường hợp theo tam đề thiện, đó là thiện trợ cho thiện bằng bằng câu sinh duyên. Thì thiện trợ cho thiện bằng câu sinh duyên thì chúng ta dễ cứ là 37 cộng 38 rồi trợ cho 37 cộng 38. Cái này không có cái gì mà khó hết, bởi vì cái một cái tâm thiện sanh lên thì chúng ta đây chúng ta nói cái gì, nói cái khía cạnh đầu tiên á, là các cái khía cạnh sau á, chúng ta cũng hiểu giống như vậy. Khi một cái tâm thiện sanh lên á, thì đồng thời á, nó có cái các cái đặc tính của nó, hay là chúng ta gọi là các cái sở hữu, thì những cái sở hữu tâm cùng có mặt khi đó đó, thì cái tâm á, giúp cho trợ giúp cho sở hữu, thì ngược lại đó thì sở hữu đó, thì trợ giúp cho tâm. Và trong cái sở hữu đó đó thì một cái sở hữu này á, giúp cho các cái sở hữu còn lại, và các cái sở hữu còn lại đó thì nó giúp cho cái các cái sở hữu kia. Đại khái đó là sự có mặt của một cái thành tố này thì được các cái thành tố khác tác động, và ngược lại nó cũng tác động lên các cái thành tố khác, thì vậy thôi. Và cái trường hợp thứ hai đó là thiện trợ cho vô ký bằng câu sinh. Thiện trợ cho vô ký bằng câu sinh thì chúng ta cũng có thiện là cũng là 37 37 cộng 38 rồi vô ký ở đây thì lại là 17 sắc tâm. Ở đây thì đương nhiên chúng ta biết rằng là một cái tâm thiện sinh lên thì trong đó có các cái sở hữu đồng sinh. Thì trong các cái sở hữu đồng sinh đó, nó có những cái sở hữu đó, nó thuộc về trung tính, đó là các cái sở hữu tợ tha. Thì các cái sở hữu trung tính này nó không phải là vô ký, mà nó chỉ là vô ký khi nào nó đi với cái tâm vô ký. Còn mà nếu mà đi với thiện thì nó trở thành thiện, đi với bất thiện thì trở thành bất thiện. Trong cái phần đại cương thì chúng ta học điều đó. Do vậy khi mà nói thiện mà trở cho vô ký bằng câu sinh duyên á, thì một cái tâm thiện đi cùng với cái sở hữu nào thì tất cả những cái sở hữu đó đều thuộc về thiện hết. Cho nên chúng ta không có lấy cái phần về sở hữu, mà chúng ta chỉ lấy cái sắc tâm thôi. Ở cái trường hợp thứ ba, ở đây tất nhiên là không có cái trường hợp thiện trợ cho bất thiện, là bởi vì
thiện trợ cho bất thiện á, thì không có thể nào cùng cùng sinh được hết, cho nên không có. Nhưng mà có cái trường hợp thứ ba, đó là thiện trợ cho thiện và vô ký. Thỉnh thoảng trong các cái duyên này á, chúng ta thấy là nó có những cái trường hợp mà nó cộng giữa một cái vô ký và một cái thiện hay là cái bất thiện khác. Và sau này chúng ta sẽ thấy rằng là có những cái duyên thì nó không có được như vậy, và nó cũng có cái nó có lý do, bởi vì có trường hợp đó là nó chỉ có thể tác động cho cái pháp của là những cái pháp cùng cái đặc tính, chẳng hạn giống như thiện và thiện là cùng đặc tính, bất thiện và bất thiện cùng đặc tính. Nhưng mà nó có những cái duyên thì nó có thể trợ cho các cái pháp mà không cùng đặc tính, và đó là thiện trợ cho vô ký, thiện trợ cho thiện và vô ký. Thì về chi pháp thì tất nhiên là chúng ta cộng hai cái chi pháp trên lại thì nó sẽ ra cái chi pháp thiện trợ cho thiện và vô ký là 37 cộng 38, và chúng ta trợ cho 37 cộng 38 và 17 sắc tâm. Rồi, chúng ta tiếp theo cái chi pháp, bởi vì cái chi pháp của cái câu sinh duyên, tất cả những cái duyên nào về cái giống câu sinh thì chúng ta về chi pháp chúng ta đều dễ tính hết, bởi vì cái pháp đồng sinh của nó không có nhiều, chỉ có tâm mà sở hữu cái sắc tâm mà đồng sinh thôi, cho nên nó rất là dễ tính. Rồi cái bất thiện, bất thiện trợ cho bất thiện bằng câu sinh duyên thì chúng ta cũng có là 12 cộng 27 trợ cho 12 cộng 27, cái này dễ. Rồi rồi chúng ta có số 5, thì số 5 ở đây là pháp bất thiện trợ cho vô ký bằng câu sinh duyên. Bất thiện duyên cho vô ký bằng câu sinh duyên, thì bất thiện ở đây hẳn nhiên là cũng là 12 cộng 27, rồi duyên vô ký là sắc 17 sắc tâm. Tất nhiên là 17 sắc tâm đây là 17 sắc tâm bất thiện, chúng ta cũng không cần phải ghi rõ là 17 sắc tâm thiện hay bất thiện, bởi vì hãy cứ là bất thiện, tâm bất thiện đương nhiên là 7 sắc tâm bất thiện. Chúng ta có rồi trường hợp thứ pháp bất thiện trợ cho pháp bất thiện và vô ký, nó giống như trường hợp trên, tức là gom hai cái nhóm trên lại. Nhưng mà có những cái duyên là cái sở duyên á, chúng ta không có thể gom chung giữa cái giữa cái danh và sắc được, cho nên nhiều khi nhìn ở đây chúng ta thấy rằng là giống như là kệ thừa, nhưng mà không phải, bởi vì có những cái duyên á, mà khi mà nó tác động cho, giống như là thiện tác động cho thiện được, thiện tác động cho vô ký được, nhưng mà có những duyên nó không có thể nó tác động vừa cho thiện mà vừa cho vô ký, và có những cái duyên thì nó có thể tác động được, cho nên khi mà chúng ta thấy những cái chi pháp này không phải là cái tính thừa mà do vì cái đặc tính của nó, thì chúng ta cũng có 12 cộng 27 rồi trợ cho 12 cộng 27 rồi 17 sắc tâm.
là chúng ta qua cái phần số 7. Ở đây dĩ nhiên cái duyên này khi mà chúng ta học quá, chúng ta sẽ thấy nó có những cái cách kể, cách tạo sanh nó khác với các cái duyên còn lại, mặc dù nó cũng thấy, chúng ta thấy nó hay trùng vậy, nhưng mà hoàn toàn nó không có giống hết. Trường hợp thứ 7 là cái pháp vô ký tạo cho cái pháp vô ký bằng câu sinh duyên. Thì vô ký tạo cho vô ký nếu mà để ý thì chúng ta sẽ thấy như thế này, là cái phần năng duyên sẽ lần lượt là thiện, bất thiện và vô ký, và cái phần sở duyên thì nó sẽ tùy theo trường hợp, một là thiện tạo cho thiện, rồi thiện tạo cho bất thiện, rồi thiện tạo cho vô ký, hoặc là thiện tạo cho thiện và thiện tạo cho vô ký, và thiện tạo cho thiện cộng vô ký, giống như là trong cái câu sinh duyên này. Rồi trong các cái duyên khác á, về phần vô ký á, thì chúng ta có là vô ký tạo cho thiện, rồi vô ký tạo cho bất thiện, rồi vô ký tạo cho vô ký, hoặc là vô ký là tạo cho thiện và vô ký, hoặc là vô ký tạo cho bất thiện và vô ký, vân vân. Thì thật ra mỗi cái duyên nó có cái đặc tính khác nhau. Như ở trong cái duyên này á, thì không có cái trường hợp ngược lại, tức là vô ký trợ cho thiện hay là vô ký trợ cho bất thiện. Trong các cái duyên khác thì chúng ta thấy rằng là khi mà đề cập đến cái phần vô ký á, theo cái thứ tự thiện, bất thiện và vô ký, trong cái phần vô ký đó thì chúng ta thấy là có trường hợp là vô ký trợ cho thiện, nhưng mà ở duyên này á, thì chúng ta thấy rằng là vô ký đó nó không có trợ cho thiện. Thì tất nhiên á, là khi mà để mà tính ra những cái duyên này á, thì chúng ta phải xem cái đặc tính của cái duyên đó. Mà ở đây cái câu sanh duyên á, cái đặc tính của nó là cái câu đặc tính là câu sanh, và khi mà cái đặc tính cái câu sanh như vậy đó, thì khi mà cái vô ký sanh lên á, thì các cái pháp danh pháp đồng sanh với vô ký bao giờ nó cũng chỉ có vô ký thôi, chứ nó không có thể là có thiện với bất thiện. Hồi nãy tôi có nói rồi trong cái phần đại cương của chúng ta là có những cái sở hữu, mà cái sở hữu chung chung á, chẳng hạn giống như là cái sở hữu tình hảo, thì hễ mà nó đi với cái thiện thì nó sẽ trở thành thiện, đi với vô ký thì nó trở thành vô ký. Do vậy đó là khi mà một cái tâm vô ký sanh lên thì hoàn toàn nó không có những cái danh pháp đồng sinh được gọi là thiện được hết. Và tất nhiên là nó cũng không có cái trường tất nhiên là sắc pháp thì tuyệt đối nó là vô ký rồi, cho nên nó không có cái trường hợp mà cái pháp vô ký trợ cho cái pháp thiện bằng câu sanh duyên được. Thiện trợ cho vô ký thì được, cái vô ký trợ cho thiện không được. Bởi vì thiện trợ cho vô ký thì chúng ta có những cái tâm thiện trợ cho cái sắc của tâm thiện thì được, nhưng mà vô ký mà trợ cho thiện, bởi vì không có một cái phát triển, không có một cái pháp vô ký nào mà có thể trợ cho cái pháp thiện bằng đồng sinh được hết. Bởi vì giữa cái tâm và cái sắc tâm á, ở đây chúng tôi chỉ nói riêng cái về cái sắc tâm thôi, thì ở đây nó là một cái tác động một chiều, tức là tâm nó tạo ra sắc tâm, nhưng mà không có cái chiều ngược lại, đó là sắc tâm tạo ra, không có chiều ngược lại là sắc tâm tạo ra tâm. Do vậy nó không có cái trường hợp là vô ký tạo cho thiện bằng câu sanh duyên, hay vô ký tạo cho bất thiện bằng câu sanh duyên. Thì cái chi pháp ở đây á, chi pháp của này á, thì chúng ta cứ thấy là chúng ta tính ra các cái pháp vô ký trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên, năng duyên. Là 20 tâm quả, 20 tâm tố, 52 tâm quả. Năng duyên là 52 tâm quả, là chúng ta lấy ra hết các tâm vô ký.
là 20 tố. Đợi 30 cộng 38. Cộng 38 rồi bốn đại là sắc ý vật, ý vật là phải ý vật tái tục. Thì thật ra thì chúng ta rút cái chi pháp tổng quát này ra nè, chúng ta lấy cái trong cái chi pháp tổng quát này nè, thì trong 152 cộng 121 cộng 52 cộng tứ đại ý vật tái tục thì chúng ta rút ra những cái gì mà thuộc về vô ký thôi. Thấy viết dài như vậy nhưng mà thật ra thì nó cũng đơn giản không có chi. Rồi cộng cho sở duyên, sở duyên thì nó cũng giống như vậy, bởi vì tất cả những cái duyên mà thuộc về cái câu sinh duyên á, thì cái về cái năng, mà cái năng danh pháp thì các vị chú ý cái năng danh pháp đó là luôn luôn giống nhau. Thế mà năng danh pháp, ví dụ như năng danh pháp tức là về cái tâm mà sở, cái tâm mà sở hữu tâm á, năng duyên như thế nào á, thì cái sở duyên nó cũng giống như vậy, bởi vì nó cùng có mặt với nhau, cái này nó tác động cái kia, cho nên về cái chi pháp của cái câu sinh duyên á, thì thật ra chi pháp đó là con chi pháp dễ tính 20 tố cộng 38, tức là về danh pháp. Ở đây chúng ta nói về danh pháp thôi, là ở ở năng duyên như thế nào á thì sở duyên cũng như vậy, nó chỉ khác nhau về cái sắc pháp thôi. Sắc pháp đó thì năng sở có khác nhau, nhưng mà về cái danh pháp đó, thì trong cái câu sinh duyên này đó, thì danh pháp luôn luôn là giống nhau. Riêng cái phần ở đây, cái phần câu sinh duyên này nó có những cái nó có những cái khía cạnh mà các cái gì khác cái chúng ta học chưa có. Đó là khi mà chúng ta học á, thì trong năng và sở á, năng á thì chỉ nói về một cái khía cạnh nào đó trong giống như là thiện, bất thiện và vô ký. Chỉ có cái sở duyên đó là chúng ta mới kể đôi, là có những cái sở duyên đó thì nó có cả thiện và vô ký hay là bất thiện và vô ký. Nhưng mà ở trong cái câu sinh duyên này á, thì nó sẽ có cái nó có những cái khía cạnh, và những cái khía cạnh đó các cái duyên khác chúng ta chưa gặp. Đó là cái năng duyên á, thì nó gồm, nó có trường hợp đôi, tức là pháp bất thiện rồi cộng vô ký, rồi cả hai cái này nè thì nó mới trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên. Đây là cái điểm đặc biệt ở trong cái câu sanh duyên, hay là một cái số duyên sau này chúng ta gặp. Có cái trường hợp đó là cái năng duyên á, thì được kể cả hai cái yếu tố trước, các cái duyên từ duyên thứ nhất cho đến duyên này thì chúng ta học mới là chỉ có cái sở duyên đó, thì nó mới kết hợp hai yếu tố, còn còn mà năng duyên thì không có. Nhưng mà hôm nay thì chúng ta học với thầy thấy chúng ta có cái trường hợp đó là cái năng duyên thì gồm có hai cái đặc tính là thiện và bất thiện. Để chúng ta ghi chi pháp trước. Thì năng duyên á, vì năng duyên á
nó gồm có cả cái thiện và vô ký, cho nên chúng ta lấy chi pháp cả vốn thiện và vô ký. Thiện thì gồm ra đây chúng ta có 37 cộng 38. Thì cái này chúng các vị không hiểu, nó dễ rồi. Bây giờ bốn cái đại hiện là bốn đại. Rồi trợ cho sở duyên. Sở duyên ở đây á, sở duyên đây nè, nó chính là cái vô ký. Tôi giờ chỗ này nè, vậy nhé, để thầy sở duyên. Sở duyên ở đây chính là cái pháp vô ký. Và sở duyên ở đây là cái gì? Là 13 cái sắc tâm y sinh. Cái sắc tâm y sinh, sắc tâm đó, chúng ta nhớ rằng là có 17 cái sắc tâm. Trong 17 cái sắc tâm đó thì gồm có bốn đại. Và trong 13 cái sắc tâm y sinh này thì 17 sắc tâm chúng ta trừ ra cái bốn đại đó ra. Tại vì bốn đại này nó trong cái vai trò đó là năng duy. Thì bốn đại đó trong 17 sắc tâm đó, thì bốn đại nó trợ sinh cho 13 cái sắc sắc tâm, mà cái sắc tâm y sinh, sắc tâm y đại sinh. Tức là 13 cái sắc tâm mà nương gá vào tứ đại đó. Và bởi vì là sắc tâm cho nên 13 cái sắc này á, nó là do tâm tạo. Mà tâm ở đây á, là tâm thiện. Cho nên có cái 13 cái sắc tâm y sinh này á, cùng lúc á, nó do hai cái nhân tố tác động. Cái nhân tố thứ nhất là pháp thiện, bởi vì đây là cái sắc tâm, nó phải là do tâm tạo, mà sắc tâm ở đây là sắc tâm thiện, cho nên nó phải do tâm thiện tạo. Và chính vì do cái tâm thiện tạo ở đây đó, cho nên chúng ta có là 37 cộng 38. Đó là cái yếu tố thứ nhất. Rồi cái yếu tố thứ hai đó, bởi vì nó là cái sắc y đại sinh, cho nên nó còn phải được trợ giúp bởi bốn đại. Chứ còn cái y đại sinh nó không có thể nào nó có mặt mà nó không có cái sự trợ giúp của bốn đại. Như vậy thì 13 cái sắc tâm y, 13 cái sắc tâm y đại sinh này cùng lúc nó được sự trợ giúp của thiện và vô ký. Và thiện và vô ký ở đây nó phải trợ giúp trong cái phương, bằng cái phương cách đó là nó phải đồng sanh. Rồi trường hợp thứ 9 thì nó cũng giống như là trường hợp thứ 8, mà chỉ khác là đây là bất thiện. Thì đây là bất thiện cộng cho vô ký, rồi giúp cho vô ký bằng câu sinh duyên. Thì cái chi pháp năng duyên ở đây á, thì cũng gồm có hai phần thiện và vô ký. Xin lỗi, bất thiện và vô ký. Thì trong bất thiện á, thì chúng ta cũng lấy hết cái thiện 2 cộng 27. Và vô ký ở đây á, trường hợp này nó cũng giống như là cái trường hợp trên, tức là lấy ra bốn đại. Và sở duyên ở đây á, là lấy ra cái chi pháp nào mà cùng lúc nó phải bị tác động bởi hai nhân tố bất thiện và vô ký. Chứ còn nếu mà cái nào mà nó chỉ có một cái thành tố thôi thì không có kể. Thì trước hết đó, là chúng ta thấy là nó cũng lấy chi pháp là 13 sắc tâm y đại sinh
y đại sinh mà lý cho đủ á, thì là y đại sinh bất thiện, giống như trên đây là y đại sinh thiện, đây là y đại sinh bất thiện. Thì nó cũng giống như ở trên á, là sắc tâm, là sắc tâm bất thiện, tất nhiên là phải do tâm bất thiện tạo ra, nhưng mà do vì nó là y đại sinh cho nên nó phải nương gá vào tứ đại mà có. Do vậy cùng một lúc á, 13 cái sắc tâm y đại sinh bất thiện này nó được trợ duyên bằng cả cái thiện và vô ký, cho nên chúng ta có cái trường hợp là bất thiện cộng vô ký trợ cho vô ký bằng câu sinh duyên. Cho nên những cái trường hợp mà cả hai cái chúng ta thấy là có cái trường hợp mà sở duyên đó, nó có hai cái thành phần khác tính với nhau, như là bất thiện và vô ký, hay là ở trong cái phần năng duyên có hai phần khác cái thành tố với nhau, thì chúng ta phải hiểu rằng là hai cái thành khi mà kể nó chẳng hạn giống như là trường hợp 8 và trường hợp 9 này, thì khi mà tính về cái sở duyên đó, thì chúng ta phải lấy ra cái sở duyên nào mà cùng lúc đó, nó phải được tác động bởi hai cái nhân đó thì mới được kể. Chỉ vậy thôi chứ cũng không có gì phức tạp. Thì ngày hôm nay thì chúng ta học thêm một duyên nữa, đó là cái câu sinh duyên. Thì các vị thấy có dễ không? Câu sinh duyên thì dễ tính đúng không? Cái pháp câu sinh là cái pháp là dễ tính. Lúc mà chúng tôi học thì hãy mà cái duyên nào mà thuộc về cái giống câu sinh thì mình dễ tính, là mình biết rằng là cái một pháp mà sinh lên trong cùng một cái tập hợp đó thì nó không có nhiều. Ví dụ như hãy mà hãy nó câu sinh, nó bao giờ là cũng tâm đi liền với sở hữu, và nếu mà sắc pháp thì phải là sắc tâm thôi, nhưng ngoài ra không thể sắc pháp khác. Thì chỉ như chúng ta chỉ nắm từng đó là chúng ta tính ra cái chi pháp cũng từng cái trường hợp trong tâm đầy thiện. Cứ thiện thì chúng ta lấy thiện ra, bất thiện là lấy bất thiện ra, còn vô ký lấy vô ký ra, là hai cái cộng chung thì chúng ta lấy ra. Nhưng mà khi mà chúng ta lấy ra thì chúng ta phải nhớ, chẳng hạn giống như là trường hợp mà 8-9 vừa rồi mà chúng ta vừa học đó, là chúng ta chỉ lấy ra những cái chi pháp nào mà nó phải được cả hai cùng lúc, cả hai cái nhân tác động đó thì chúng ta mới lấy. Chẳng hạn giống như là những cái pháp mà chỉ do giống như là pháp thiện cộng vô ký bằng pháp thiện và vô ký trợ cho vô ký bằng câu sanh duyên, thì chúng ta chỉ lấy những cái nào mà nó cùng lúc nó phải được tác động bởi hai cái nhân đó. Còn nếu mà chỉ một trong hai nhân thì không kể, cho nên chỉ còn có 13 cái tâm sắc tâm y đại sinh là vậy. Tôi cũng không biết là các vị có nghe kịp bài hết không, nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi nếu mà tính chi pháp được thì tính, còn nếu mà không trường hợp mà không tính chi pháp được thì mình nhớ cái ý nghĩa tổng quát của nó, mình nhớ cái ý nghĩa tổng quát nó cũng được rồi. Chẳng hạn giống như là các vị không có tính ra được chi pháp từng cái khía cạnh của tâm đầy thiện, thì mình hiểu rằng là cái duyên mà được gọi là câu sanh duyên là như thế nào, cái duyên mà được gọi là vô gián duyên là như thế nào. Được. Đó, các vị chúng ta kết thúc buổi học ở đây, chúc các vị ăn vui. Dạ, sa tu. Con kính tri ân sư. Con kính tri ân sư buổi hôm nay. Chúng con kính chúc chư tăng ni và các đạo hữu thân tâm lúc nào cũng được an lạc. Dạ, sa tu.